Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Resident Evil 7. Mình là Phước Béo. Rồi, chúng ta hôm nay chắc nghỉ, hôm nay chắc là tập cuối hẹn. Rồi, trước mình đang dừng ở đây. Có ai trong nhà vệ sinh không? Thôi đã, để mình check. Hello, chị là Mia đây. Hai cái chemical fuel luôn. What the fuck? Mày đâu? Con này phải xài bom, con này sẽ phải xài bom từ từ. Bây giờ tao thấy. Đó, cho chúng mày chế bom. Cho chúng mày bom đấy. Ôi chị chết à, thêm trái này cưng. Bùm. Nghe chưa? Vãi, nó thổi tung cánh cửa luôn. Nè, hết cả hồn. Gặp ngang boss. Tại sao mình lại làm cái này? Nani? Không biết, nhưng mà nó bắt làm thì mình cứ làm thôi. Ok. Ok, sao nữa. Mình được cái gì đó mình không biết. Ui. Thôi. Rồi, coi mình làm được cái gì nè. Mình làm được đạn. Hoặc là máu. Hiện tại thì mình đang cần máu. Rồi mình làm bình máu đi. Rồi một băng đạn siêu lớn cho khẩu lục. Bom à? Mở cửa. Ủa cửa này mở không được à? À đúng rồi, mình sửa cái này. Trời ơi. Ở đâu à? Đây nè. Nhắn vô. Cục pin hả? Mình có cục pin. Mình chưa xuống tầng dưới. Đúng rồi. Mình chưa xuống tầng dưới mà. Quên mất mình chưa xuống tầng dưới. Oh shit. Rồi, chưa gì thấy một bể bò rồi. À cái tầng này nãy, mình chạy thấy mẹ luôn đây. Mày. Đu. Một viên. Thật là phê rồi. Giờ mình đọc cái này thử coi, cái này là gì đây? Này Janet, thế nào rồi? Mình nghĩ rằng cái lá thư này sẽ đến tay bạn trong vòng nửa năm tới nữa, chắc là vậy. Cuộc sống thì chán lắm. Ngày qua ngày chỉ có một mặt biển thôi. Nhưng mà có việc gì đó rất là lạ. Lần này chúng tôi có một vài vị khách. Vị khách đi cùng thuyền. Chuyện này thường thì khó mà xảy ra. Đó là một cặp đôi với một đứa nhỏ. Tôi nghĩ rằng họ có liên quan gì đến với thuyền trưởng. Thử tưởng tượng xem. Vì du lịch ở trên một con thuyền quân sự thay vì chỉ là một bọn họ phải cao tay lắm. Ý là tay to à. Tôi thử nói chuyện với đứa đứa bé, với đứa nhỏ, với cha của nó. Và tôi thử nói chuyện với đứa nhỏ thì ông cha ổng lườm tôi bằng con mắt kinh dị. Ông ấy lo lắng về chuyện gì vậy? Bây giờ thì nghĩ về nó thì tôi nghĩ là ông thuyền trưởng không hề có một cái liên quan nào hết. Có lẽ mình nghĩ nhiều quá. Em yêu anh Jim. Yêu Jim. Ra là vậy. Giờ mình có thể đọc được rồi, cũng mừng á. Nãy mình vội vàng quá, mình sợ thấy mẹ, mình chạy tung lum tà le á, không biết mình đi đâu. Ở nhật ký đây. Chắc mình đọc rồi mình tóm tắt lại cho các bạn ha. Rồi nói chung là đây là một thanh niên, ảnh chui xuống. Đây là một thanh niên lúc mà
Lúc mà sau khi mà Evelyn lên thuyền thì thanh niên này có gặp nhiều trường hợp như là buổi tối thì nghe thấy tiếng cười của đứa nhỏ, xong rồi dậy lúc 7 giờ 30, 7 giờ 30 tối thì kêu thằng bạn đi kiểm tra thì thằng bạn biến mất luôn. Giờ nó sợ mà nó trốn. Nói chung là thanh niên này là gặp một con quái vật đấy, gặp con quái vật đen thui mắt răng cá mập nhào đến cắn, thanh niên này sợ hét như đàn bà. Vừa chạy vừa hét như đàn bà. Mình nhớ có một pin nào đó ở đây sao nhỉ? Mình nhớ nó lên. Có cái cục pin nào ở đây mà phải không? Đấy, một viên thôi, mấy con này yếu ỏm mà. Một viên là chết luôn mà. À đây 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 đây. Đây cái này. Hình như bên kia có một cái cửa mình chưa mở. Để mình qua thử coi. Nè, cửa này nè phải không? Cửa này mình chưa mở nè. Ba lô kìa. Hello. Theo kinh nghiệm của mình á, các bạn cứ đi cái thứ cuối 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 này nè. Tình cờ lượm được lô liền nè. Chứ bọn nó giấu đồ kinh lắm. Mấy bọn làm game này giấu đồ là vãi lắm luôn đấy. Kiếm thấy bà luôn. Rồi, bây giờ bắt đầu bạn nhìn lên. Nhìn xung quanh. Đấy. Kiếm ở dưới đất xong rồi kiếm lên trên. Ok. Mình đã có thêm ba lô. Và bây giờ mình leo lên cái thang máy lại thôi. Từ từ, mình kiểm tra mấy cái tầng dưới thử coi. Từ từ, mình phải đi đâu vậy? Này, hết hồn. Ê, what the fuck? What the fuck? Ai đừng có hù tao chứ. Oh shit! Mày là ai? Chết chưa? Là chết rồi. May mình nghe tiếng gì đó, ghê vậy kích. Nó bò lên trên. Hello. Yeah. Cút ra, cho tao ra. Súng mạnh cho em, phê không? Viên đạn siêu to khổng lồ đấy. Vả hai viên vô đầu thôi. Bom nha. Mình đang dành bom nha các bạn. Mình dành. Còn ai nữa hả? Mình đang dành bom. Có, mình kích hoạt chứ. Và lỡ khi gặp boss hay cái gì đó còn có mà xài chứ, đúng không? Ok. Vậy nhưng không có ai ở đây. Rồi, có rồi đấy. Rồi, con này cũng dễ thôi. Nhắm chuẩn đầu nó là chết à. Ok. Rồi, boss. Úi ôi, một đống bọn rồi. Chuẩn bị đánh boss rồi. Chuẩn bị đánh boss rồi. Mình thấy một đống bom mình vui rồi đó. Đấy, trời đạn điếc quá trời. Úi giời ơi. Đây là xong rồi. Bỏ rồi, bỏ rồi, bỏ rồi, bỏ rồi. Úi giời, hello cưng. Cho chúng mày chạy bom này. Run, big run. Thấy chưa? Easy. Oh fuck! Fuck! Một trái, hai trái, ba trái. Xuống em, xuống em, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Xuống đây. Shit! Easy. Ngay trên nó cho mình quá trời bom luôn.
Cái gì vậy? Tiếng gì vậy? What? Con nhóc này kêu quá hả? Kêu ghê vậy em? Nghe kêu ghê ấy. Sao cứ kêu vậy? Con này bị sao nha, kêu gì kêu miết thế. Con Mia này bị cái gì ấy nha. Gì vậy Mia, kêu miết thế. Rồi, chúng ta có gì hôm nay nè. Rồi, hai trái bom. Oh shit, chuẩn bị đánh boss rồi. Cái boss như thế nào đây? Evelyn. Mình bắn được, ok. Evelyn. Chị có hàng cho em nè, một con dao. What? Ethan. Ethan. Ethan, anh yêu. Ethan, yêu ơi. Ethan. Ethan. What? What? Sao ông còn sống? Hey, shh. I know. I'm not gonna hurt you. Bố đế tinh. Bố đế tinh. I never would have if I could have helped it. What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite. Nor my boy Lucas. What? À, cái này là trong thân tâm hả? That girl Evelyn. She did this. Where is she? Now, what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. Nói chung là nôn mỡ vô người gì. I found her near a busted out tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... She forces her way into your mind. À, ra là vậy. Soul. Có nghĩa là nó nôn cái bãi nhờn nhờn hay là bãi nhờn vô người mấy cái này bị nhiễm. Là trở thành mấy con rối của con nó. Oh, you're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen. Có nghĩa là con Mia gửi cái video cho mình không phải là Mia mà là một con đứa khác. All right. You find her. You stop her. Okay. Okay. Đơn giản. Ethan. Bây giờ từ free my family. Please. Okay. Flee là bố làm thôi, không sao đâu. Bây giờ anh đã có con vợ bá đạo nhất trên thế giới rồi, cộng thêm anh nữa rồi, Ethan, Mia, hai người song kiếm hợp bính, lộ song kiếm hợp bích. Đây là mình hả? Đây là Ethan hả? Đây là Ethan hả? Nói xa. Yeah. Con vợ bá đạo nhất của mình luôn. Không có cơ bắp nhưng mà súng ống đầy đủ. Rồi, chuẩn bị xong kiếm một bích đánh nhau với nó rồi Mia ơi. There's no time. You have to get out of here and find her. Ê, nó sau lưng kìa. What? Like this. What? Cái gì? Wait, what are you doing? What? What are you doing? Saving your life. Ê, con này bị nhiễm lại rồi hả? I won't be able to resist for much longer. Ô, con này bị nhiễm lại rồi. Oh shit. No. Mia. Oh shit. Con này bị nhiễm lại rồi. Mình còn giữ được vũ khí không nhỉ? À, shit thật. Có một cái bình này là bình gì mình không biết nè.
Thì ra là vậy. Hóa ra đó là lý do con nhóc nó con Mia đưa mình cái lọ này. Rồi ok. Anh đã có thứ chinh phục được Evelyn rồi. Rồi, where the fuck are you? Giờ sao mình cứ đi vậy thôi hả? Không có súng ống gì hết hả? Thì không có súng ống gì hết, chạy thôi hả? Ok, chạy chạy. Ý mình ra ngoài rồi nè. Ok, vậy là anh thoát rồi hả? Đơn giản vậy thôi hả bay? Ok, sao cũng được, đi thôi. Ít nhất phải cho mình súng ống hay cái gì chứ. Bây giờ mà Evelyn xuất hiện là mình chết à? Có tiếng trực thăng. Ôi trực thăng. Ôi anh ở đây. Woo 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 woo. Anh ở đây. Woo woo. Ôi, ôi nãy giờ mình mới để ý nha, cả chết à. Rồi chết trắng mắt luôn. Rồi đừng có cái gì hiện lên nha. Sao không nhảy lên trên hả Ethan? Xuống đây chi? Cái tiếng gì vậy? Rốt cuộc không được sống kiếm hợp bích với bé Mia. Chán thế. Cái gì em? Okay. Mình kiếm nước đạn. Còn cái gì nữa không? Tài liệu hả ta? Bọn họ nhìn chúng ta từ trên trực thăng. Chiếc trực thăng đó hả? Đây là trực thăng hả? Trực thăng. Chuẩn bị đầu boss rồi. Shit. Alpha 1, this is Bravo 1. Do you read? This is Alpha 1. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed zero survivors. Ê, anh ở đây mà. Zero cái cục kích. Anh ở đây. Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son Lucas to an unknown third party. Probably guess who that was. That's just great. Yep. We've had reports he's in the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. Dạ, thằng Lucas. Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat. Shoot to kill. Tiếng hả bay? Bài rứa. Rồi bây giờ. Mình chuẩn bị đánh boss rồi. Bạn đã lấy được đồ của từ Mia rồi, ok. Mình lấy những cái gì đây ta? Bây giờ Mia cho mình đồ rồi đúng không? Mình không biết mình có súng phun lửa hay lựu đạn hay cái gì không nhỉ? Có lựu đạn luôn. Mình có con dao luôn. Tuyệt vời, cảm ơn Mia. Cảm ơn bé rất nhiều. Cảm ơn bé. Ngon, toàn đồ ngon thôi. Toàn đồ ngon không à? Mình thích cái khẩu này nè. Mình thích lắm luôn á. Bây giờ mình single ammo mình đang nhiều nè, chắc mình bỏ handgun ammo vào lại thôi. Mình không có xài handgun ammo nữa. Giờ mình có một đống single ammo luôn. Rồi bây giờ mình shotgun shell nè. Mình có shotgun mà. Rồi mình cầm một bịch máu nữa là xong. Bùng bùng mát không? Bùng bùng mát mình xài hết đạn rồi. Rồi mình cầm một con dao là đủ. Cảm ơn bé Mia. Rồi mình có gì đây? Mát heo. Đây là con tàu từ hướng đó xuống là Reload Speed. Mình có cái hai cái ấy không nha. Mình cần máu thôi. Mình không cần Reload Speed đâu. Cái đồng xu mở đâu rồi nè? Anti Weapon. Đây. Bốn cái luôn. Này bao nhiêu cái? 5 cái. Mình bỏ 4 cái.
Rồi mình cần cái này thôi. Rồi, còn cơ kho. Mình chỉ thích máu thôi. Rồi, có máu rồi, steroid. Xài đi em. Rồi, anh may giờ là Ethan cấp độ 3. Ethan siêu xây gia cấp độ 3. Rồi, let's go. Bếp nào ra đây, bố mình chơi hết. Mày đâu hết rồi. Anh mình nhiều đồ để... Ủa, hello. Anh mình nhiều đồ để chơi lắm. Ý. À, fucking shit hút rồi. Hút rồi, con mơ nữa chứ. Bung. Này, rồi. Ô, phê quá. Ô, phê quá, dành đạn đúng là xuống sắc. Phê bãi. Ô, phê quá, phê. Ô, đúng đồ hàng của Mia là có khác luôn. Hàng Mia to hơn của Ethan rất là nhiều. Cái gì đây? Ô, hello. À... Trời, hụt hết trơn vậy. Cày phê quá các bạn ơi, cày phê bãi. Nó còn nữa hả? Nè, chào chú mày đấy. Chết chưa? Chưa chết hả? Ôi đi con mẹ, mày ở đâu đấy mày? À! Mày này. Đấy, là tụi mày đấy. Ờ, chưa chết đúng không? Chưa chết thì anh chơi xe với chú. Ồ, đúng con dao chú. Đồ, phải dao Mia. Đúng chuẩn dao của Mia có khác. Hàng nóng, hàng ngon. À, như của anh Ethan. Oh, hello. Cỏ. Ok. Nhưng mà bố mày không cần. Cỏ tiếp, sao lắm cỏ thế? Lửa gì này? Trời ơi, nhiều đồ quá các bạn ơi. Không cầm được cái gì luôn. Nhiều đồ quá. À xin, bỏ đống đồ ở đây rồi. À, chắc mình phải chạy về nhà rồi. Chạy về nhà ấy đồ thôi. Nhiều đồ quá. Cầm ứa nổi luôn. Cầm mà rớt hết cả khỏi tay. Trời ơi, má đúng game chuẩn đấu đồ luôn á. Một lần thầy vừa lại thấy thêm một đống đồ nữa. À, lại đấu đồ nè. Vai. Có thể là mắt mình đuôi mà. Nãy mình nghe con bò lúc lắc ở đâu. À đây rồi. Mình cất bớt đồ đó, đồ nhiều quá. Đồ nhiều quá cầm rớt hết cả tay. Bây giờ chắc well, có vẻ như mình đã hy sinh con vợ của mình. Bây giờ mình không biết mình đang đi đâu luôn á. Mình đang làm cái gì vậy? À, bây giờ mình có nhiệm vụ là xử Evelyn. Điều tra căn hầm. Ồ, giờ mình xuống căn hầm à. Cái mỏ như vậy hầm. Xếp mình xuống mỏ à. À, đằng sau, ok. What? What the fuck? Oh, hello. Trời ơi, làm sao mà chơi lại được hàng của Mia hả em? Hàng Mia, hàng Việt Nam chất lượng cao đấy. Ôi mẹ, má cái thằng lưu kết này. Thật tình luôn. Lưu kết lên làm ba cái trò này.
mấy em được. Không biết có đồ giả không nữa. Ok, không có đồ giả, không có đồ giả nhé. Cái này chỉ có của Lucas thôi chứ của ai nữa. À, kiếm đồ thôi. Đông nha, đông nha, đông nha, đông nha, đông nha. Đông thì cứ xài cái đó là nhanh nhất thôi. À, vẫn còn bò được mà. Ok. Cũng còn một bé ở đây à. Hello. Evelyn, sao con bé này lại dưới đây nhỉ? Mình thắc mắc là sao mình lại chui xuống đây, mình chui xuống đây làm cái mẹ gì? Cái thùng này chắc có đồ. Yeah. Bộ Magamo. Cho bộ Magamo cũng nhiều. Ê, từ từ. Mình chỉ thắc mắc là không biết có cái gì ở dưới đây. Không, không có. Hai quả mình. Yeah. Hết trả hồn à. Anh hù anh. Hù anh hoài, anh sợ. Trời, mà sống dai vậy hả? Không kia chắc chết luôn hả? Ờ, ok. Cứ hù anh hoài, anh sợ thấy mẹ luôn. Đây, mình đập trái bom nữa. Ấy, muốn đường à? Watch. À, mình đi lộn đường, đường này, đi này đúng rồi. Đi lộn đường. Cái gì đấy nhỉ? À, lưới. Tránh sập hầm hả ta? Kiểu vậy. Watch. Ôi, đi cứu mẹ mày, đi cứu mẹ mày. Fuck you, mẹ đâu ra vậy? Thôi thằng này chơi dao được. Hey ya! Ôi, hụt rồi. Anh mày chơi dao này, anh mày chặt chân nó, 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 gì nữa không? Làm được cái gì vậy? Ủa, hai viên bùng bùng mắc ammo luôn. Dữ. Mình vô đây chi vậy? À, rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Đẩy, đẩy đi. Rồi, đó, có đồ gì ở đây không? Không có. Ở Ethan, hãy cho mọi người chiêm ngưỡng sức mạnh của anh đi. Nghĩ thần có khác. Vừa khỏe vừa đẹp trai. Mình không biết cái mặt thằng này như thế nào nhỉ. Đây coi có đồ không? À, không có. Đang ở đâu đây ta? Really, Lucas? Mẹ thanh niên Lucas này. Năm ba cái trò. Wow, rốt cuộc mình vẫn bị lừa. Mẹ, anh xin lỗi nha Lucas. Anh vừa bị lừa xong. Mình tưởng năm ba cái trò con nít đang để nói năm ba cái trò con nít lừa được ai. Ai dè, mẹ lừa được mình ngay. Cái này chắc đồ thật.
Bà tan ba bận mà. À, không có đồ. Ok. À cái này chậm. Hello. Ý cái gì đây? Oh. Má thằng này tục quá. Nhưng mà thằng này, thanh niên này bị nhiễm Evelyn nhưng mà chịu được chữa khỏi này, vậy là có khả năng chữa hả? Ờ à, đúng rồi, có khả năng chữa mà. Con bé này đang vậy là mình đúng rồi, bà già đó chính là Evelyn. Con bé này đang bị lão hóa, nó lão hóa cực nhanh luôn. Trong bài báo đó, trong cái đó nó ghi vậy á. Các bạn nào dần đọc thì sẽ hiểu không? Con bé lão hóa cực nhanh luôn. Nó ghi con bé đang lão hóa. Nó cái tóc của nó bắt đầu bạc dần. Da bắt đầu sập sệ đi, là con đó là bà già đó, nói chung là bà già đó. Vậy là bà già chính là Evelyn. Vậy bự. What? Thôi các bạn dừng lại mà đọc ha. Mình lười đọc quá. Giờ mình chỉ muốn tới thôi chứ. À cái này là bị biến hóa hả? Nói chung là thời kỳ bị biến đổi. Giai đoạn giống kiểu ung thư. Đây là 5 phút sau khi bị Siris. Con bé này là cái con bé ngồi trong nhà nè. 10 phút sau khi xong mình sẽ chết. 12 phút sau thì các tế bào được ấy là ấy cái gì đấy. What? Nani cô rồi. I wait a while. What? Nói chung là mình gắn cái này vô. Ấy cái gì vậy? Sao mình lại có steroid đấy? Mình tưởng mình gắn gì vậy? Từ. Sao mình lại có steroid đấy? Sao không được. Rồi cứ đâm vô thôi. Mát theo lại tăng được rồi. Mình bỏ cái bình của con Evelyn vào. Và sao rồi? Nó cho mình cái gì á, không biết. Mình chỉ đọc sơ sơ nó làm. Yeah. Đúng rồi, cái kim tim, ống cơm bơm kim tim. Đâm vô con Evelyn là được. Nói chung là đâm vô con Evelyn đó. Ô dài quá thôi, mình không đọc đâu. Các bạn dần mà đọc ha. Mình là ôi trời ơi, thôi. Thà cho mình đi. Mình muốn đọc lắm nhưng mà không có thời gian đâu. Giờ mình chỉ muốn bum bum bang bang thôi. Này tài liệu, chắc là tài liệu của mấy thanh niên tuyệt mật nhỉ. Bum bum bang bang, đọc đại nhá. Ok. Rồi, chuẩn bị bắn nhau với Evelyn rồi. Nó cho mình đóng đồ luôn. Đạn dược tà le, té le, tớ lơ luôn. Có gì nữa không? Gì đây? Neutral round. Có cả neutral round luôn. Có gì nữa không? Ok. Giờ mình có. Bây giờ bạn chuẩn bị đánh Evelyn đúng không? Rồi, mình chơi sẽ chơi cất dao đi. Cất bom đi, chắc mình không cần bom nữa. Dùng. Bây giờ mình dùng sọc kênh nè. Với khẩu cất cỏ đi, cỏ nhiều quá. Mình xài sọc kênh với bông bông mát đi. Đấy, hai khẩu đó là trùm nhất của trùm luôn. Mình không xài súng lửa đâu. Súng lửa giờ hình như không có tác dụng gì đâu. Cái này giữ lại, phòng hờ Evelyn.
nhiệm vụ cần. Mình còn 4 viên mắt. Nạp đạn luôn cho có chỗ. Đấy. Rồi. Shotgun cell. Rồi mình cần gì nữa không? Mình lên làm đạn nổ nha, không biết mình còn có khả năng làm đạn không. Không, mình thể làm được gì luôn. Mình hết chemical fuel thì mình nhiều nhưng mà mình không có thuốc để tạo. Shit thật. Chemical fuel quá trời luôn. Còn Super Rayme này là làm cái gì nhỉ? À, neutral round. Ok. Mình làm được thêm cái neutral round rồi. Vậy thì chắc mình làm máu thôi hả? Không quá thì mình làm hai bình máu đi. Bình máu lớn luôn. Bình máu lớn như nó sung. Rồi ok. Làm rồi ok, vậy đi. Tạm thời là vậy. 1 2 3 Neutral round nè. 4 là thuộc max ammo. Rồi ok. Đi thẳng rồi ta. À, không đi xuống. Ý cái gì đấy? Anh trang thêm gamo. Mình nghe tiếng con bò lúc lắc. Mình có nếm con tiếng con bò lúc lắc đó không nhỉ? Chắc không đâu. Cái gì không? Lại bom. Chemical fuel tiếp. Mẹ ơi xin nhiều đồ thế. Shit. À nhiều đồ quá. Có tiếng hát. Để mình qua bên đây trước được không? Đấy, có cái gì này. 44 mắc ammo, tuyệt vời. Đại đi em. Nhìn kỹ lại khẩu súng lục này nhìn cũng tồi tàn quá nha. Bị rỉ luôn nè. Rỉ sét luôn nè. Nhìn tưởng sáng lắm chứ hóa ra rỉ sét thế này. Rồi, còn Evelyn đang gần đây đấy. Đi cầm mở này. Chết đi! Bắn nó! Chết đi. Cho mày. Boom! Boom, bitch! Get out the way, bitch! Get out the way! Boom, bitch! Get out the way, bitch! Get out the way! Boom, bitch! Get out the way, bitch! Get out the way! Nào đây, nhớ đấy! Nào đấy! À, đồ. Đó, đó. Đầu mày to thế. Ôi, sọc gần này đúng phê. Mày cứ gửi bao nhiêu con xuống tao chơi hết đi, Evelyn. Anh mày giờ đã có hàng rồi. Hàng cấm, hàng xịn anh mày có hết rồi. Chấp nhá, anh mày chấp em một tay nhá. Bao nhiêu con ở đây, anh mày chơi hết. Đó, còn bao nhiêu con nào nữa. Rồi, chui ra. Tôi thách mày chui ra đấy. Ôi dồi ôi, phê không em? Lao đến chi vậy? Sống à. Ý, mày còn sống à? Thôi chết đi cho đỡ đau khổ ha. Rồi, chết đi cho đỡ đau khổ. Này, có hàng rồi. Shotgun sale. Ủa, đường này chi vậy? Hello anh trai, Boom, bitch, get out the way, gì? Làm nó đi. Làm đi để anh bắn như dễ. Easy.
Và nó trầm quá trời đồ luôn. Toàn đồ gì hôm nay. Đây là... Chạy đi em lên, chạy đi chứ kìa. Máu rồi, chuyện gió này. Ta còn sống à? Ok. Ông này sụp bên chân á. Cứ bắn cái chân đó là được á mà. Ê, lắc cái gà này, chỉ lắc. Đấy, một lần hai bé liền. À, bắn con này con kia nổ đầu. Có vẻ có lý. Cái này là ta lên trên không được. Không có gì đây. Mình tưởng what? Mình đang đi đâu đây? What the fuck? Rồi, anh mập à? Anh mập nữa hả? Anh mập ơi, em có cái này. Ngon lắm này. Ồ, hai anh mập luôn, hai anh mập. Thế rồi anh mập. Fuck, bỏ đi. Đó, ăn mày. Woo. Đều quá các bạn ơi. Ăn mập luôn. Ăn mập này. Theo anh. Rồi, đạn hướng mất. Chết, easy. Nhâm ba ăn mập. Còn chỗ cái gì đây? Fortnite Kitch à, không còn chỗ là cái gì trời. Nhiều đồ vậy. Mình giết nó trong vòng vài chưa đầy vài giây nó cho mình đống đồ luôn. Ok, có vẻ như mình phải trèo lên rồi. Đạn ấy còn ít quá, phải dành thôi. Bước lên cái con Evelyn đứng trước mặt. Đúng hài luôn. Cái này còn dài vậy hả ta? Mình tưởng gần hết rồi chứ. Ấy, cái màu này Evelyn ở đây hả? Evelyn. Mình phải chui qua đó hả? Ok, xàm được. Rồi, Evelyn. Anh đây này. Anh đây này, Evelyn. Hello. Đồ quá trời đồ luôn. Ồ, còn phải lưu game được cơ. Ethan. À, tao thấy cái hàng của mày rồi nhé Evelyn. Ý cái gì đây? Hello anh. What the fuck? À, thằng người nhớ lại hả? It's gone. Không, nó không mất đâu em ơi. Nha. E001 là bả đó. Vô đây Hiền. Ủa, mình lại vô nhà cũ rồi. Evelyn. Nó phải đánh lại Mia nha. Mệt lắm đấy.
Mặc Ethan đâu? Mình phải muốn coi mặc Ethan. Mình shit, mày làm tao hết hồn mày. Tha, đi đâu? Chỉ ăn đi. This is your fault. Oh, sad girl. Why am I seeing this? Ethan, it's okay. It's okay, it's me. I know you didn't mean to hurt me. Kill him, mommy. Oh, right. But you shouldn't have done that! It fucking hurts! Does it want to be my daddy? Then he can die. Now it's mommy's turn to kill you. Oh shit, mình quên mất con Mia còn ở đây. Oh shit, mình quên mất con Mia còn ở đây. Mình đi đâu lên lầu hả? Đi đâu vậy? Chắc là lên lầu. Mia, em ở đâu? Mia, anh tới cứu em đây. À, tắt để phải như này. Sorry. Đâu ta, trong đây hả? Ethan, help me. Anh Ethan đây, em đâu? Em đâu rồi, Mia? Không có trên đây hả? Bị đi lộn đường mẹ rồi, nó không chỉ cho mình. What? Oh shit! What the fuck? Oh shit, không bắn được nó à. Oh, máu mình vàng rồi, mình bị ăn đam được à. Mệt đấy. À mày đây rồi, con quỷ Evelyn. Mày đây rồi. Mày đây rồi, con quỷ. Cứ cười đi. No. No. Trương cái mặt mày ra. Sợ chưa? Sợ chưa? Kéo. Tránh ra Mia. Không biết, tránh ra. Tránh ra. Bắn được nó không biết. Rồi. Vậy thôi hả? Máu vàng không sao hết, anh vẫn còn sống. Anh là Ethan. Này. À mình phải kiếm con ấy bằng cách đi chạy vậy hả ta? Đấy. Cút. Anh mày để sợ ai đâu nhá. Trên hả? Giờ ở trên đúng không? Không. Chị ạ, mình bỏ tay mình không biết ở đâu nữa luôn. I don't wanna hurt you. Mia. Leave me to die. No, anh phải cứu em. Cố lên Mia, anh tin tưởng em. Ok. Hay là mình vẫn bắn được. Giờ đi đâu ta? Chỉ còn mỗi trên lầu. Trên lầu. Đó. Chạy đi. Ảo ảnh thôi mà, không có gì đâu. Evelyn. No. Không để quan tâm. Ok, rồi, chú thích ăn đan đúng không? Rồi, hay lắm. Ăn bom này. Rửa máu, rửa nước thánh anh ơi. À mình né được mà. Đứng này bắn thôi chứ. Ok. Đơn giản. Mình phải đi cửa này vậy. Anh chơi anh chọn gian nè. Mình để đi đâu, mình không để được chứ. À, mình hiểu rồi. Đỡ, phải đỡ chứ, Ethan. Đỡ.
sắp đỏ máu mẹ rồi. Đó rồi, đuổi thêm phát nữa. Rồi chạy đi thôi. Đó, hay lắm. Rồi mày chết rồi con Evelyn. Anh tới rồi đây. Đó chết, nhưng mà anh thích là đến rồi. Rồi chết mày rồi con ơi. Anh tới được em rồi. Anh là Ethan. Biết ngay là bà già, mình nói có sai đâu, con này đang bị lão hóa. Không, tính ra cũng tội nhờ. Tạm biệt Evelyn. Ôi, tránh xa bố ra. Ghê quá. Chết một cái. Giờ sao? Meow rồi. Đứa bé chạy ra khỏi đây. Ô mẹ ơi. Oh shit, chở hết đạn luôn đi, có bao nhiêu đạn rồi, mua hết luôn đi. Thắng chưa? Chở hết đạn hóa ra cũng là ý hay. Yeah. Nhanh không? Các bạn thấy mình đánh boss nhanh không? 5 giây, con boss không kịp làm gì hết. Thắng rồi. Yeah, anh là Ethan. Nó to vậy hả? Oh shit. Chúng mày to thế. Tặng chưa đạn axit này. Thêm viên nữa nha. Phát mình quên đỡ. Sorry. Đó. Đó. Phát. Oh shit. Oh what the fuck. Cái chân của bố. No. Cái chân của bố. No. À. Oh wow. Thằng Ethan này bá đá vậy. Wow. Đi thêm badass vậy. Đợi đi. Cứ đợi đi đã. Nó chuẩn bị đâm nè. À, ta cũng cắn chân mình luôn rồi. Từ người của khác. Gì, mình chết rồi hả? Really? Fucking shit. Mình chết rồi. Nãy mình phí đạn quá. Nãy phí quá trời đạn, bắn hết luôn mà. Bây giờ mình cần phải giữ một viên đạn acid round. Neutral round chứ. Mình đốt cháy bã dần dần rồi mình dùng. Xe đạn xung quanh đi. Cho bạn một viên này. Pháp, một viên đạn cháy đi. Đó. Rồi, đến đoạn này rồi. Cho bạn một viên đạn rao, còn lại là nã hết viên đạn xịn vào mặt bạn. Fucking shit, đau đấy. Đau. Má mình tát mình rồi. Ủa vậy thôi hả? Ai đi chụp thân thôi hả? Really? What the fuck, khẩu gì kia? Lấy Ethan. Lấy đi. Khẩu nó xịn lắm đấy, chắc chắn là hàng xịn luôn. Dùng nó đi. Đó, ok, anh sẽ dùng. Rồi lấy đi. Abus 01. Ô, khẩu này. Khẩu này chắc một viên chắc phê lắm nè. Oh yeah. Ethan có hàng rồi. Ethan có hàng rồi. Chín viên. Một viên này, hai viên này, ba viên, bốn viên này, năm viên này, sáu viên này, bảy viên này. Yeah.
Ê, ăn nào. Ăn chưa? Ăn rồi. Yeah. Úi giời ơi, nhìn tội nghiệp vãi, cho thêm viên nữa nào. Mẹ em còn sống mà. Wow. Khẩu bớt này ngon đấy nhờ, ngon hơn cái khẩu kia luôn. Mày có 9 viên. Yes. Về nước. Wow. Mình mất mấy ngày này, mình mất mấy tháng để chơi xong cái trò này vậy trời. Rồi, rồi các bạn tận hưởng cutscene đi ha. Mình out đây. Tạm biệt các bạn. Ôi, từ từ, mút, hiện lại. Oh, Redfield, quick, Redfield, wow. Thanh... What the fuck took you guys so long? Oh. Đó là Dread Redfield. Dread Redfield đó các bạn. Oh, mình là fan hâm mộ của anh Dread Redfield đấy. Nên có cơ bắp lực lượng đấy. Oh, Mia kìa. Mia còn sống, yeah. Mia. You made it. I'm glad. Trời ơi, cute nha. Con vợ mình nóng bỏng nha. Nha. Yeah, tuyệt vời. They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. Mấy thanh niên đến trễ quá. They just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens. Yes, mình đã hoàn thành. Rồi, cảm ơn các. Ê, từ từ. Cái gì đây? Còn đoạn cuối nữa hả? Cái này kết thúc rồi, rồi chắc mình treo thôi. Các bạn coi đoạn cuối luôn đi ha. Mình thôi mình out đây. Cảm ơn các bạn series của Phước Béo. Đây là Resident Evil 7 Biohazard. Các bạn có game gì hay gửi cho mình chơi review nha. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Phước Béo out. Thank you bạn. They locked me up and took my soul.